trí thể thao. Những ngày đầu năm 2023 này, sân cỏ bóng đá Đông Nam Á đang sôi động với AFF Suzuki Cup. Ra đời từ năm 1996, giải vô địch bóng đá của khu vực Đông Nam Á chỉ có 10 đội bóng tham dự, nhưng ngày càng có sức cạnh tranh lớn và hấp dẫn người hâm mộ. Đây cũng là một trong những giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đang muốn khẳng định vị trí dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á sau những tiến bộ khá ấn tượng dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Đến thời điểm này, AFF Cup đã đi đến vòng bán kết với sự góp mặt của các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Đây là những cái tên đã quen thuộc ở các vòng đấu cuối cùng của những mùa giải trước, nhưng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của các đội đã có nhiều thay đổi qua mỗi mùa giải. Các đội vào đến bán kết đã hoàn thành lượt đấu thứ nhất với kết quả tuyển Thái Lan bị Malaysia dẫn trước 1-0. Indonesia hòa 0-0 với Việt Nam. Cơ hội vào chung kết của giải vô địch Đông Nam Á vẫn chia đều cho mỗi đội ở trận bán kết thứ hai quyết định. Chương trình thể thao của RFI hôm nay đến với sân cỏ Đông Nam Á. Trước hết về sức mạnh và lực lượng của 4 đội bóng ở bán kết AFF Cup năm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích. AFF Cup tuy rằng là nó là một cái giải đấu mà của khu vực thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng với rất là nhiều đội tuyển. Từ năm 1996 bắt đầu từ Tiger Cup, bây giờ đã 26 năm trôi qua và AFF Cup bước vào đến cái vòng bán kết vẫn là những cái đội bóng mà chúng ta nói là khá là quen thuộc. Đó là những cái đội bóng mà vẫn thường xuyên lọt vào đến cái vòng này và cũng thay nhau để giành cái chức vô địch. Nếu mà chúng ta điểm danh 4 cái đội mà lọt vào cái vòng bán kết này đó, thì chúng ta thấy là nó có hai cái đặc điểm. Thứ nhất là đứng về cái thứ hạng ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì Thái Lan, Indonesia của bảng A, Nam với lại Mã Lai đều là những cái đội mà có cái thứ hạng FIFA cao nhất ở trong cái khu vực, mặc dù rằng là chỉ có đội tuyển Việt Nam đó là có cái thứ hạng dưới 100. Tuy nhiên trên cái thị trường chuyển nhượng đó, cái giá trị của cầu thủ thì đội tuyển Việt Nam vẫn có cái giá trị là cao nhất, rồi đến Thái Lan, sau đó là Indonesia và Malaysia. Chúng ta so sánh về cái bảng xếp hạng của FIFA hay là giá trị trên thị trường chuyển nhượng của các đội tuyển trong khu vực thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Tuy nhiên á, để lọt vào cái vòng này đó, thì nếu chúng ta đánh giá ra lực lượng đó, thì chỉ có riêng đội tuyển Việt Nam là lực lượng được đầy đủ. Tức là chúng ta có một cái lực lượng khá là dày với một cái đội hình mà có nhiều vị trí có thể thay được. Thì trong các cái đội tuyển, 4 cái đội tuyển mà lọt vào bán kết thì chỉ có đội tuyển Việt Nam là giữ được cái thành phần mà nòng cốt. Còn đối với lại các cái đội tuyển khác đó, đặc biệt là đội tuyển của Thái Lan, là họ vắng rất là nhiều các cái cầu thủ trước đây gọi là giữ các vị trí rất là then chốt vì nhiều lý do. Có thể là Thái Lan có nhiều cầu thủ đi thi đấu ở nước ngoài và họ vắng những cái tên tuổi rất là lớn, đặc biệt tức là các cầu thủ đang chơi cho Nhật, tức là những cầu thủ mà họ đang chơi ở các cái đội lớn và có giá trị cao đó thì lại vắng mặt. Cho nên đội tuyển Thái Lan lần này đó, nếu mà tính về lực lượng thì không phải là mạnh nhất. Khi mà họ giành cái vô địch của AFF Cup lần trước đó, thì đội tuyển họ đã khá là hoàn chỉnh. Thứ hai nữa đó là đội Indonesia thì nó cũng có một cái điều rất là thú vị, là bởi vì đội tuyển Indonesia đó họ lọt vào đến cái vòng này với một cái lực lượng cũng không phải là lực cốt nhất, nhưng mà họ được cầm quân bởi một cái ông huấn luyện viên, ông Shin Tae-yong đã từng làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng của Hàn Quốc. Nói chung là ông Shin Tae-yong về huấn luyện cho đội Indonesia, ông mang sang đó là 8 thành viên của người Hàn Quốc. Như vậy có nghĩa là nó cũng rất là quen thuộc với lại huấn luyện viên Park của Việt Nam. Và trong cái đội hình của đội tuyển Indonesia đó thì cũng có rất là nhiều cầu thủ người Indonesia gốc, nhưng mà là nhập tịch từ Hà Lan hoặc là các cầu thủ được trưởng thành ở những cái đấu trường lớn. Đặc biệt là cái hàng phòng ngự, họ sử dụng các cầu thủ ở cái độ tuổi trẻ nhưng mà kết hợp với một trong những vị trí trung vệ đó mà đã từng chơi cho đội tuyển U16, 17, 18, 19, 20, 21 của Tây Ban Nha. Đó là Jordi Alba. Rồi các cầu thủ trẻ trong đội tuyển U21 và chơi cho đội tuyển Olympic và chơi rất là hay, tức là Ricky Rido hay là Pratana Athan, Ashawi Mangkuam. Thì đó là những cái cầu thủ mà trẻ
và nòng cốt của đội tuyển Olympic và đội tuyển trẻ của Indonesia được đưa lên. Đó là cái lý do mà cái hàng phòng ngự của Indonesia đó chơi rất hay. Và chính từ cái chỗ này cho nên họ chơi cái lối chơi là phòng ngự phản công. Nó cũng giống như lối chơi mà Việt Nam thành công bởi cái thời của huấn luyện Park Hang-seo. Hình như là các huấn luyện viên của Hàn Quốc họ rất là sở trường của cái lối chơi phòng ngự phản công. Cho nên là khi họ đến các cái nước ở Đông Nam Á thì cũng mang theo lối chơi này. Vâng, thưa ông, đến lúc này đã có kết quả của loạt trận bán kết, trong đó đáng chú ý là Indonesia đã hòa 0-0 với Việt Nam, một kết quả có vẻ như nhiều rủi ro với tuyển Việt Nam sau khi đã vượt qua vòng bảng rất ấn tượng, thắng cả 3 trận. Trong khi đó thì Thái Lan đã bị Malaysia hạ 1-0. Nếu Việt Nam vượt qua Indonesia thì nhiệm vụ ở trận chung kết có vẻ đơn giản hơn nhiều. Cái thể thức thi đấu của AFF Cup nó lại là chơi bán kết mà sân nhà sân đối phương. Cho nên cái trận cái lượt đi đầu tiên thì nó không nói lên được cái điều gì cả. Có thể là hai đội đá hòa với nhau hoặc là đội nào đó dẫn trước một bàn. Mà bốn cái đội mà vào bên bán kết này thì có vẻ như là lực lượng họ cũng đều ngang ngửa với nhau. Cho nên cái trận lượt về nó sẽ mang tính chất quyết định. Cho nên cái chuyện mà chúng ta nói là nếu như Việt Nam mà vượt qua được Indonesia thì cái khả năng là họ có thể gặp cái đội Thái Lan hoặc là đội Malaysia mà chúng ta cũng chưa biết rằng là ở cái lượt về thì đội nào sẽ có lợi thế hơn ở trên sân nhà của mình. Việt Nam thì có thể là có lợi thế khi họ có cầm hòa được cái ở trên cái trận trên cái sân Jakarta rồi. Bây giờ thì trở về sân Mỹ Đình thì có khi có cái lợi thế sân nhà thì có khi cũng sẽ có cái cơ hội tốt hơn. Và nếu hy vọng Việt Nam mà lọt vào chung kết thì với cái lực lượng mà kể cả của Thái Lan cũng đang có thiếu nhiều hảo thủ còn và Mã Lai cũng không phải là dựa trên cái đội tuyển mà nòng cốt mà họ cũng không có các cầu thủ của Johor thì tôi cho rằng là đối thủ nếu như Việt Nam có thể vào chung kết thì đối thủ nào cũng cũng tốt và nếu mà chúng ta đã từng thắng Malaysia ở trong vòng bảng 3-0 thì cái việc mà chúng ta nếu mà Malaysia mà họ lại thắng được Thái Lan thì nó làm cái gặp lại ở cùng bảng còn nếu mà Thái Lan thắng Mã Lai mà Việt Nam gặp Thái Lan ở trận chung kết thì nhiều người cũng chờ đợi. Đây là đó có thể là một cái trận chung kết mà quen thuộc giữa hai đội bóng được coi như là mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á. AFF Cup lần này, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch sau 5 năm làm việc và cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Một chiến thắng cho thầy trò của ông Park Hang-seo sẽ là một kết thúc có hậu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong đợi. Đối với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup này, cái thứ nhất là đây là cái giải cuối cùng mà cái ekip của huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân và với cái việc mà nó là cái giải đấu cuối cùng của ông sau 5 năm hoạt động ở Việt Nam đó thì các cầu thủ cũng như bản thân cái ekip của ông Park Hang-seo cũng muốn là mình có một cái thành tích tốt để mà lưu lại ấn tượng tốt với Việt Nam. Chúng ta biết là những cái năm gần đây đó đội tuyển Việt Nam có nhiều cái sự tiến bộ càng ngày càng giành được nhiều cái kết quả được người hâm mộ cảm thấy là phấn khởi do đó cho nên là đặc biệt đối với lại người hâm mộ của Việt Nam thì rất là chú ý cái thứ hai nữa đội tuyển Việt Nam á kỳ này như vậy tức là sau cái cuộc chinh chiến của vòng loại thứ ba của World Cup rồi với một cái lực lượng mà được tập hợp đầy đủ các cái cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại thì cũng mong muốn là giành lại cái chiếc vô địch này sau khi bị trước mất vào tay của Thái Lan rồi. Có vẻ như là các cầu thủ, những cái tên đã chơi cho đội tuyển trong suốt thời gian 5-6 năm nay, đến những cầu thủ mới vừa được chọn vào đội tuyển là có sự kết dính và đều tỏ rõ quyết tâm là để giành lại cái chiếc vô địch cho AFF Cup này. Còn lại là một trận lượt về vào trận chung kết, đó đều là những cái trận đấu mà nó mang tính chất quyết định của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Hai đội giành vé vào chung kết sẽ chơi trận lượt đi vào ngày 13 và trận lượt về vào ngày 16 tháng Giêng tới để xác định nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á năm 2022.